Các bạn đã quay trở lại với kênh Báo Thể Thao và trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời các bạn với admin cùng điểm qua vài tin chính trong ngày hôm nay. Vì sao Pogba tạm hoãn gia hạn với MU? MU chi 107 triệu bảng nổ bom tấn Griezmann. Sergio Reguilón có động thái rõ ràng với MU và còn rất nhiều thông tin khác, sau đây chúng ta cùng đi vào thông tin chi tiết. Vì sao Pogba tạm hoãn gia hạn với MU? Tiền vệ ngôi sao của Man United, Paul Pogba đang lưỡng lự trong việc đặt bút ký vào bản hợp đồng gia hạn với đội chủ sân Old Trafford. Đó là thông tin cực vui dành cho gã khổng lồ Italia, Juventus. Ngôi sao người Pháp Paul Pogba đang tạm hoãn việc ký hợp đồng mới với đội bóng chủ quản Man United. Theo đó, tiền vệ 27 tuổi được cho là đang khá lưỡng lự về tương lai trong bối cảnh đội bóng cũ Juventus ngỏ ý muốn đưa anh trở lại Serie A thi đấu. Theo báo chí Anh, Pogba được cho là đang chờ đợi động thái mới của Juventus trong mùa đông năm nay. Cụ thể, tân huấn luyện viên Andrea Pirlo rất muốn đưa người đồng đội cũ Paul Pogba về Juventus nhằm tạo ra tầm ảnh hưởng của mình trên băng ghế chỉ đạo. Trước đó, tiền vệ người Pháp đã chuyển từ Juventus đến Man United vào năm 2016 với bản hợp đồng kỷ lục thế giới, khi đó là 89 triệu bảng. Tuy nhiên, phong độ thiếu ổn định cùng hàng loạt câu chuyện ngoài lề đã khiến anh luôn là chủ đề được nhắc tới mỗi khi kỳ chuyển nhượng mở cửa. Với tân huấn luyện viên Juventus Andrea Pirlo, ông coi Pogba là hạt nhân đầu tiên trong kế hoạch xây dựng lại đội bóng thanh Turin dưới triều đại của mình. Theo tờ Tutto Sport, một cuộc tái hợp rất có thể xảy ra khi Juventus đưa ra lời đề nghị chính thức dành cho Pogba vào kỳ chuyển nhượng mùa đông. Báo cáo Italia cho biết, Pogba đang cố gắng trì hoãn việc gia hạn hợp đồng tại Old Trafford vì anh muốn có được sự đảm bảo về chế độ đãi ngộ. Nhà vô địch World Cup 2018 cùng đội tuyển Pháp hiện có hợp đồng với MU đến hết mùa hè năm sau. Bởi vậy, Quỷ Đỏ không hề muốn mất đi trụ cột nơi hàng tiền vệ của mình sau một năm. Hồi tuần trước, Pogba đã xét nghiệm dương tính với Covid-19. Ngôi sao này đang được trở lại nước Anh để cách ly và tập phục hồi trước mùa giải mới. Tuy nhiên, tương lai của Pogba hiện đang là dấu hỏi rất lớn sau động thái trì hoãn gia hạn hợp đồng với MU của cầu thủ này. Sergio Reguilón có động thái rõ ràng, fan MU mừng thầm. Sergio Reguilón của Real Madrid là một trong những mục tiêu của MU trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm 2020. Sergio Reguilón năm nay 23 tuổi, thi đấu ấn tượng trong màu áo Sevilla theo bản hợp đồng cho mượn từ Real Madrid. Trong trận đấu với chính MU ở Europa League, Reguilón đã có màn trình diễn rất tuyệt vời và được cho là đã lọt vào mắt xanh của Ole Gunnar Solskjaer. Reguilón nổi bật với khả năng tấn công ấn tượng. Đây cũng là điều mà các hậu vệ cánh của MU còn thiếu. Hơn nữa, ở vị trí hậu vệ trái của đội chủ sân Old Trafford, Lacazette thường xuyên dính chấn thương, trong khi Brandon Williams đang phải đá trái chân. Hàng loạt các nguồn tin uy tín cho biết, Reguilón đã được Real Madrid đề nghị đến Man United bởi họ đã có bộ đôi rất được huấn luyện viên Zidane tin tưởng, Ferland Mendy và Marcelo. Còn Sevilla thì chỉ muốn tiếp tục mượn cầu thủ người Tây Ban Nha. Mức giá phía Los Blancos đưa ra 18 triệu bảng rõ ràng không thể làm khó đội chủ sân Old Trafford. Và mới nhất, Reguilón đã có động thái khiến người hâm mộ Quỷ Đỏ có thể vui mừng, đó là xóa Real Madrid khỏi tiểu sử Instagram. Đồng thời bắt đầu theo dõi các cầu thủ Man United như Paul Pogba và Mason Greenwood. MU chi 107 triệu bảng nổ bom tấn Griezmann. MU sẵn sàng chi số tiền kỷ lục 107 triệu bảng nổ bom tấn Antoine Griezmann trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm 2020. MU vừa khởi động lại chiến dịch săn Antoine Griezmann, mục tiêu mà phó chủ tịch Ernest Watt luôn mơ ước trong 3 năm nay. Daily Mail đưa tin, MU bắt đầu liên hệ với Barca để thảo luận chuyển nhượng. Cơ hội để MU chiêu mộ Griezmann sáng lên khi Lionel Messi quyết định ở lại Barca. Trong gần 2 tuần qua, Messi và Barca tranh cãi căng thẳng về tương lai khi ngôi sao người Argentina không hài lòng với dự án mới của câu lạc bộ xứ Catalan. Messi sau cùng quyết định ở lại và Barca cũng phải xuống nước trao quyền lực cho cầu thủ 33 tuổi này trong phòng thay đồ. Trước việc Messi ở lại và có tiếng nói lớn nhất, Griezmann chịu ảnh hưởng lớn nhất khi quan hệ giữa hai người không tốt trong một năm qua. Từ Tây Ban Nha, Mundo Deportivo cũng cho biết tương lai của Griezmann thuộc về Premier League. Theo Mundo Deportivo, huấn luyện viên Ronald Koeman xây dựng đội hình quanh Messi, đồng thời phát triển Ansu Fati và Ousmane Dembele. MU từng nhiều lần thất bại trong đàm phán với Griezmann và phó chủ tịch Ernest Watt hy vọng sẽ thành công trong cuộc đàm phán này. Hướng đến mùa giải 2020-21, MU gần như sẽ bỏ qua Jadon Sancho, người vừa tuyên bố những thông tin anh liên hệ với đội chủ sân Old Trafford chỉ là sản phẩm của truyền thông để tập trung lấy Griezmann. MU chấp nhận chi 107 triệu bảng, kỷ lục trong lịch sử câu lạc bộ để lấy Griezmann và trao cho ngôi sao 29 tuổi này chiếc áo số 7. MU chờ Dayot Upamecano một năm nữa. Trung vệ vừa cùng tuyển Pháp đánh bại Thụy Điển 1-0 ở UEFA Nations League, Dayot Upamecano đã gia hạn hợp đồng 3 năm với RB Leipzig, khiến MU không thể mua anh vào hè này. Tuy nhiên, trong hợp đồng của Upamecano có điều khoản cho phép anh ra đi vào năm 2021 với phí giải phóng hợp đồng là 38 triệu bảng.
Trung vệ người Pháp là mục tiêu mua sắm quan trọng của MU và Quỷ Đỏ được cho là sẵn sàng đợi một năm nữa để kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng này. MU có cơ hội chiêu mộ Raúl Jiménez. Mới đây, Wolverhampton vừa phá kỷ lục chuyển nhượng câu lạc bộ khi chi 35 triệu bảng để chiêu mộ chân sút 18 tuổi Fabio Silva từ Porto. Tiền đạo cao 1m85 này đang là một trong những tài năng trẻ hay nhất của bóng đá Bồ Đào Nha hiện nay, và sự hiện diện của anh ở Morelius rất có thể sẽ khiến Raúl Jiménez ra đi. MU đang thực sự cần một trung phong to khỏe, có kinh nghiệm tại Premier League và có khả năng ghi 20 bàn trên một mùa. Raúl Jiménez, người mà họ từng để ý trước đây, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí ấy. Chân sút 29 tuổi này cao 1m90, có khả năng tỉ đè cực tốt và đã ghi 44 bàn sau 99 trận ở hai mùa khoác áo Wolverhampton. Được biết, Wolves định giá Raúl Jiménez khoảng 60 triệu bảng. Đây không phải là một con số quá lớn so với năng lực tài chính của MU. Hồi tháng 5, Jiménez từng úp mở chuyện ra đi và tiết lộ rằng ưu tiên của anh là vẫn ở lại giải ngoại hạng Anh. MU sắp mua hai bom tấn sau Van de Beek, Chelsea định đổi Kanté lấy Declan Rice. Man United và Chelsea đang là hai đội bóng nổi bật nhất của giải ngoại hạng Anh trên thị trường chuyển nhượng mùa hè. Sau khi MU công bố tân binh đầu tiên trong mùa hè là tiền vệ Donny van de Beek, HLV Solskjaer đã lên tiếng tiết lộ Quỷ Đỏ muốn đón thêm hai bom tấn nữa trong thời gian tới. Theo báo chí Anh, hai thương vụ này nhiều khả năng sẽ là một tiền vệ cánh và một hậu vệ. Trong khi đó, Chelsea vừa đưa ra lời đề nghị hỏi mua tiền vệ Declan Rice của West Ham. Đáng chú ý, The Blues sẵn sàng đặt lên bàn đàm phán tiền vệ Ngolo Kanté. Kanté đã không còn nằm trong kế hoạch của Liverpool Frank Lampard và vị chiến lược gia người Anh muốn đưa về Stamford một mẫu tiền vệ có thể hình ấn tượng như Declan Rice. MU mua Van de Beek vì sức ép của fan. Donny van de Beek là tân binh đầu tiên của MU ở phiên chợ hè năm 2020. Tuy nhiên, cựu danh thủ Arsenal Paul Merson cho rằng Quỷ Đỏ chiêu mộ Van de Beek để làm hài lòng cổ động viên hơn là vì chuyên môn. Phát biểu trên Daily Mail, Paul Merson nhận định về tiền vệ người Hà Lan sẽ gặp khó khăn trong việc kết hợp với Bruno Fernandes và Paul Pogba ở tuyến giữa của MU. Chelsea vung 222 triệu euro mua sắm, vì sao Frank Lampard dễ bị sa thải? Một nghịch lý tại Chelsea thời điểm bây giờ là chiêu mộ cầu thủ càng nhiều thì khả năng bị sa thải của Lampard càng cao. Chelsea đang là nhà đầu tư táo bạo nhất trong mùa hè này tại ngoại hạng Anh. Đội chủ sân Stamford đã bỏ ra hơn 200 triệu euro để đem về thêm 7 gương mặt mới. Mới nhất là Kai Havertz, kỷ lục chuyển nhượng mới của câu lạc bộ chuyển tới từ Leverkusen khi tốn hơn 90 triệu euro của Chelsea. Người hâm mộ Chelsea có thể vui mừng, nhưng có một người đang tăng dần nỗi lo, đó là huấn luyện viên Frank Lampard, người có nhiệm vụ đưa con tàu Chelsea trở lại cuộc đua vô địch ngoại hạng Anh mùa này sau những sự bổ sung chất lượng. Mùa giải trước, ông thầy người Anh không phải chịu áp lực này bởi Chelsea nhiều cầu thủ trẻ và ông cũng chưa có kinh nghiệm tại hạng đấu cao nhất của nước Anh. Tuy nhiên, cái nhìn của giới mộ điệu cũng như ban lãnh đạo đội bóng năm nay sẽ khác. Vấn đề là Frank Lampard đang không có thời gian để làm việc cũng như lắp ghép đội hình. Hiện tại, ông thầy người Anh chưa có đủ quân số dù ngoại Anh còn một tuần nữa là bắt đầu. 9 thành viên của đội đang bị cách ly vì Covid-19. Thiago Silva, tân binh không đồng của Chelsea cũng chưa thể tập cùng đội vì lý do tương tự. Trong khi Hakim Ziyech dính chấn thương đầu gối trong trận giao hữu với Brighton và dễ lỡ vài trận đầu mùa giải. Ben Chilwell cũng đang phải tập riêng trong khi một số cầu thủ khác đang thực hiện nhiệm vụ tại đội tuyển quốc gia. Theo Telegraph, các cầu thủ Chelsea chỉ tập trung đầy đủ tại câu lạc bộ vào thứ năm tới, ngày 10 tháng 9. Tức chỉ 5 ngày trước khi họ đá vòng 1 ngoại hạng Anh. Không có thời gian cho cầu thủ tìm lại phong độ cũng như hồi phục thể lực. Thời gian để Lampard lắp ghép đội hình với nhiều mảnh ghép mới cũng chẳng có. Những trận đấu tập vừa qua không mang nhiều ý nghĩa bởi tính chất giao hữu và đối thủ cũng chẳng mạnh mẽ gì. Ông thầy người Anh có lẽ vẫn sử dụng những nhân tố cũ trước. Tuy nhiên, đây lại là một điều mạo hiểm khác. Các tài năng trẻ của Chelsea trước mùa như Tammy Abraham, Hudson Odoi hay Mason Mount đều thi đấu kém hiệu quả ở cuối mùa giải trước. The Blues sẽ đụng Liverpool ở vòng 2 vào lúc 22:30 ngày 20 tháng 9. Và với một đội hình không đều thì một khởi đầu không tốt có thể tạo nên hiệu ứng dây chuyền trong cả mùa giải. Đây là những bài toán Lampard cần giải trong một thời gian ngắn. Không phải tân binh nào cũng hòa nhập ngay được và đối thủ lại không chờ đợi ai. Đôi khi, quá nhiều xáo trộn như Chelsea hè qua lại là điều không tốt, nhất là cho huấn luyện viên của đội bóng. Lampard được đánh giá là một chiến lược gia tiềm năng và hãy chờ xem ông sẽ xử lý vấn đề hóc búa này ra sao. Xử lý không tốt, cái kết của Lampard tại Chelsea sẽ đến rất nhanh. Ngược lại, vinh quang sẽ tới với ông thầy người Anh nếu giúp Chelsea đạt được thành công nhất định trong mùa giải này. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này.
Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn vào đăng ký kênh và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!